Bình Luân, huyện Thanh Bình giới thiệu ngày hội Internet bò con và cất bọn thang máy vào ngày 9 tháng 7 tới đây sẽ tổ chức hội ngày Internet tại xã Bình Luân, huyện Thanh Bình. Đây là sự kiện không thủ dự án nâng cao khả năng và sử dụng máy tính và truy cập Internet cộng đồng tại Việt Nam do quỹ Bill and Melinda Gates đề trợ. Đây có ngày hội này, bà con và các bạn sẽ được hướng dẫn sử dụng máy tính và Internet miễn phí. Từ đó, bà con có thể nhận thấy rõ Internet sẽ mang hơn là những lợi ích thiết thực như thế nào trong hoạt động sản xuất cũng như trong cuộc sống hàng ngày của bà con. Trong thời đại ngày nay, các phương tiện thông tin để chúng ngày càng phát triển, trong đó phát triển mạnh mẽ nhất về kỹ năng Internet, phá những ưu thế vượt trội Internet từ khi ra đời đến nay luôn đóng một vai trò quan trọng trong cuộc sống xã hội, tác động đến mọi mặt, mọi lĩnh vực trong đời sống. Đối với bà con nông dân, việc sử dụng Internet sẽ giúp bà con tiếp cận kho tàng kiến thức khổng lồ của nhân loại, trong đó có rất nhiều thông tin hữu ích cho hoạt động sản xuất nông nghiệp.